Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây cảnh báo về tình trạng fanpage giả mạo trên mạng xã hội. Các trang này lấy tên liên quan đến một số đơn vị của Bộ Công an như Cục An ninh C02 với ảnh đại diện là Công an Hiệu. Nguy hiểm hơn, theo Cục An toàn Thông tin, những fanpage này có tích xanh của nền tảng. Các nhóm đứng sau đăng nhiều video bài viết với nội dung khuyến cáo về các phương thức chiếm đoạt tài sản nhằm lấy lòng tin người dùng. Cụ thể, các đối tượng lồng ghép quảng cáo về các vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa với cam kết chỉ thu tiền sau khi nạn nhân đã nhận được số tiền đã mất. Đây thực chất vẫn là chiêu lừa tiền lần hai nhằm tới những người từng mất tiền qua mạng. Theo đó, các nhóm lấy danh nghĩa cơ quan thực thi pháp luật hứa hẹn có thể hỗ trợ thu hồi tiền một cách nhanh chóng và dễ dàng, khiến nhiều người lầm tưởng và nghe theo. Nhiều nạn nhân tin các trang này do thấy tích xanh nên đã liên hệ nhờ hỗ trợ và bị chúng dụ chuyển tiền để thực hiện các thủ tục liên quan. Hệ quả là không chỉ khoản tiền bị lừa trước đó không được lấy lại, họ còn tiếp tục mất thêm tiền trên Facebook và một số mạng xã hội khác của Meta. Tích xanh là dấu hiệu nhận biết trang đã được xác thực chính chủ, giúp người dùng phân biệt được trang thật của tổ chức và trang mạo danh. Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng lừa cấp tích xanh hoặc kẻ tấn công chiếm những fanpage đã được xác thực, sau đó đổi tên và đăng nội dung vi phạm. Để ngăn chặn tình trạng trên, Cục khuyến cáo người dùng cảnh giác trước mọi trang Facebook quảng cáo về dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo hay thu hồi tiền lừa đảo. Trước khi thực hiện bất cứ việc gì, đặc biệt là liên quan tới chuyển tiền, cần kiểm tra danh tính và độ uy tín của người hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ. Không thực hiện theo hướng dẫn của người chưa rõ danh tính. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa, người dùng cần báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ giải quyết và ngăn chặn kịp thời.